mặc áo khoác. Lớp thứ sáu là bé tự gội mũ. Mẹ ơi, bạn có đang chơi. Hết sợ, được tóc lượt vào bánh. Hết sợ. Rồi. Nào, bạn mà em mỡ dậy, em dậy đậu đọc sách nào. Đầu tiên là Miu Miu làm gì nhỉ? Dạy em dạy anh Đậu nói đi. Miu Miu một tảng xanh.